Đang lon ton trong siêu thị thì mình nảy ra một ý tưởng là sẽ review đồ ăn vặt ở Ireland cho các bạn cùng xem. Nói đến đồ ăn vặt ở Ireland thì không thể nào mà không kể đến được là quips, hay còn gọi là bim bim ở Việt Nam. Bởi vì bim bim ở đây thì mùi vị của nó thực sự rất là hấp dẫn đến mức mà có thể nghiện luôn được ấy. Nếu bạn là một trong những tín đồ thích đồ ăn vặt thì đừng bỏ qua video này của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình mua về rất là nhiều loại bim bim khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được sản xuất cùng một công ty có tên là Tater. Thì em này vị của nó là vị cheese and onion, là vị phô mai và hành tây. Còn đây là Monsmunch. Và em này thì luôn là lựa chọn mỗi khi mình có ý định mua bim bim về để ăn. Mình rất là yêu thích em này. Em này thì cũng có vị là bacon, vị thịt xông khói. Đây cũng thế. Vị em này của nó, vị em này thì thực sự rất là tuyệt. Còn em hồng hồng xinh xinh này thì có vị tôm. Đây là một vị mà mình cũng rất là yêu thích, bởi vì mỗi khi ăn vị này thì mình thường nhớ đến bim bim tôm ở Việt Nam. Bạn biết rồi đấy, bim bim thì thực sự rất là ngon, nhưng mà đặc biệt bim bim ở Ireland thì vị của nó rất là mặn, thế nên là không tốt cho sức khỏe lắm, nên bạn không thể ăn thường xuyên được. Ở đây thì mình cũng mua thêm một số loại đồ ăn vặt yêu thích mà mình thường ăn. Đây là mận sấy. Loại mận sấy này thì rất là giàu chất xơ và không có đường, người ta không bỏ thêm đường vào đây nên rất là tốt cho sức khỏe. Bình thường thì mình hay ăn mận sấy với lại một chút sữa chua, rất là tốt cho đường tiêu hóa. Mỗi khi mà mình bị khó chịu hay là bị đầy hơi hay đau bụng thì mình thường ăn em này. Và không thể thiếu được là hạnh nhân. Hạnh nhân cũng là một loại hạt rất là tốt cho sức khỏe nên mình cũng hay ăn. À, mình quên không nói cho các bạn biết giá thành của từng em này. Mỗi túi bim bim to như thế này thì có giá thành rơi vào khoảng 60.000 Việt Nam đồng. Ở đây thì không đắt lắm, nhưng mà ở Việt Nam thì giá này cũng hơi chát. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem từng loại nhé. Đầu tiên thì mình sẽ review em này, vị phô mai và hành tây. Bên trong thì bim bim được một nửa túi. Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Đây là làm hoàn toàn bằng khoai tây, nhìn rất là mỏng, mỏng manh dễ vỡ. Mình sẽ ăn thử. Khi ăn thì có vị đậm và mùi của khoai tây xen lẫn với phô mai và hành tây, rất là thú vị. Thực sự ngon ngon phát nghiện lên được đấy. Ăn không muốn dừng luôn.
Bây giờ mình sẽ review cho bạn em này nhé. Em này thì giá thành của nó cũng rơi vào tầm khoảng 65 đến 70 nghìn Việt Nam đồng cho một em Monsimon. Đây là em yêu thích của mình. À, một điều đặc biệt là lúc mà mình mới sang đây thì mình thường mở túi bim bim, mở ngang như thế này ấy. Nhưng mà thực ra bim bim ở đây thì mở dọc rất là dễ, nên bây giờ mình quen với kiểu mở dọc rồi. Đó là bên trong có bim bim này thì được nhiều hơn, gần đầy túi. Nó có hình dạng như kiểu bàn tay của con quái vật ấy, nhưng bên này bị mất một ngón mất rồi. Không sao, mình ăn thử cho các bạn xem vậy. Ăn thì rất là giòn và vị của nó thì chua chua mặn mặn một chút, cũng hơi cay cay nhưng mà không cay lắm đâu. Nếu mà ví dụ như bạn nào mà thích ăn cay thì thật sự cảm thấy nó cũng bình thường, không cay lắm, nên mình rất là thích. Đây là hình, đây là nguyên vẹn bàn tay của quái vật. Ở túi tôi có này, mình không giống cho lắm, hình ảnh minh họa không giống cho lắm. À đây, đây mới chính thức là hình ảnh minh họa. Cũng giống. Thực sự vị của nó rất là tuyệt. Ăn mãi mà không thấy chán luôn đấy. Một phút quảng cáo bắt đầu. Monster Munch. Mình hơi xàm một chút. Bây giờ mình sẽ nếm thử em này nhé. Waffles. Xong nó như thế này. Em này cũng chỉ được nửa túi thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem mùi vị của nó như thế nào nhé. Em này thì mùi vị đầu tiên bạn cảm nhận được là vị của nó rất là mặn, rất là giòn, và hương vị thịt hun khói. Sau khi ăn xong em này thì mình cảm thấy là cái vị mặn của nó vẫn còn đọng trong miệng, bởi vì em này thực sự rất là mặn. Nếu mà bạn nào thích ăn mặn thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Hình dạng của nó giống cái lưới. Khi mà càng ăn thì bạn càng thấy ngon, thực sự rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đến với em tiếp theo. À, smoky bacon, thịt hun khói, nhưng mà đây là khoai tây. Em này thì nhỏ hơn, giá của nó rơi vào khoảng 20.000 đồng. Bây giờ chúng ta thử xem gói bim bim 20.000 ở Ireland có gì đặc biệt nhé. Not too bad. Mmm.
bim khoai tây nên rất là mỏng. Hương vị của nó cũng rất là đặc biệt. Không quá mặn và mùi vị của thịt xông khói cũng rất là đậm đà. Trong hai em này thì mình thích em này hơn. Em này thì thực sự là gây nghiện, ăn rất là ngon này, vừa cho vào trong miệng nó đã hòa tan vào trong miệng mà vừa nghe tiếng giòn gùm cụm ở tai, lại mùi rất là thơm của thịt xông khói. Mình mê em này. Bây giờ mình sẽ đến em bim tôm này, khoai tây mà lại có vị tôm, đây là vị mà mình rất là thích. Cả nhà thì không ai thích ăn vị tôm cả, nhưng mà mình thì lại rất là thích ăn vị tôm. Vị này thì phù hợp với những bạn mà thích ăn bim bim tôm ấy. Bây giờ mình mở ra xem thế nào nhé. Đây là bên trong. Bên trong thì nó cũng không khác gì lắm em. Khoai tây có vị bacon. Vì là bim bim khoai tây nên nó cũng rất là mỏng. Bây giờ mình sẽ ăn nó và miêu tả mùi vị của nó cho các bạn xem nhé. Nó có vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn với vị cocktail, thực sự rất là tuyệt vời. Mình biết ngay mà đây là lựa chọn đúng đắn, bởi vì cả nhà không ai thích nhưng mình rất là thích vị này. Thực sự rất là ngon. Vừa rồi thì mình đã review cho các bạn xem Potato Crisps, hay còn gọi là bim bim khoai tây. Đây là một loại bim bim rất là nổi tiếng ở Ireland. Nếu bạn có cơ hội đến Ireland thì hãy nếm thử nó nhé. Mình đảm bảo là bạn sẽ không hối tiếc đâu. Mình nghe nói là sau khi cách ly thì Potato Park sẽ mở cửa trở lại. Lúc đó mình sẽ làm một video để cho các bạn xem trong công viên đó có gì đặc biệt nhé. Bây giờ cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi. Nếu bạn thích video này của mình ngày hôm nay thì xin cho mình một like, nhấn đăng ký kênh và ấn vào cái chuông phía dưới để nhận thông báo cho những video tiếp theo nhé. Bye bye!